To break the Thanh Thúy trở lại thi đấu ở giải bóng truyền vô địch quốc gia 2024. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ hết hợp đồng ở Nhật Bản và về nước vào tháng 4 năm 2024. Mới đây, đại diện đơn vị đang tham gia quản lý đội bóng truyền nữ đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An cho biết, hợp đồng của chủ công Trần Thị Thanh Thúy với câu lạc bộ PFU Bluecast Nhật Bản sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2024. Vì vậy, sau thời gian này, nữ cầu thủ sinh năm 1997 sẽ trở về Việt Nam, khoác áo đội nữ VTV Bình Điền Long An tham dự giải bóng truyền nữ vô địch quốc gia 2024. Tuy nhiên, nhiều khả năng thanh thúy sẽ thi đấu bắt đầu từ vòng 2. Bên cạnh đó, vị đại diện này cũng cho biết, do hết hợp đồng với PFU Bluecast nên thanh thúy đủ điều kiện để góp mặt ở cúp bóng truyền nữ quốc tế VTV9, bình niên lần thứ 14 2024 dự kiến được tổ chức từ ngày 11 tháng 5 tới ngày 19 tháng 5 năm 2024 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Phong độ trói sáng của ngôi sao bóng truyền số 1 Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy. Trong màu áo đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam hay thi đấu tại giải bóng truyền hàng đầu Nhật Bản, chủ công Trần Thị Thanh Thúy luôn duy trì phong độ ổn định với những màn trình diễn ấn tượng. Trần Thị Thanh Thúy là chủ công số 1 của đội tuyển bóng truyền Việt Nam trong nhiều năm qua. Cô có khả năng ghi điểm đa dạng, từ tấn công biên sở trường đến những cú đập sau so vạch 3 mét. Trong lịch sử bóng truyền Việt Nam, Thanh Thúy là một trong số ít những vận động viên vừa thành công trong nước, vừa để lại nhiều dấu ấn khi thi đấu ở nước ngoài. Rực sáng trong màu áo VTV Bình Điền Long An Thời mới vào nghề, Thanh Thúy gia nhập đội trẻ của VTV Bình Điền Long An năm 2010. Sau khi được thi đấu ở đội 1 vào năm 2014, Nữ vận động viên sớm ghi dấu ấn và trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng này giành ngôi Á quân giải vô địch bóng truyền quốc gia. Trong khoảng thời gian từ năm 2015-2019, Trần Thị Thanh Thúy luôn duy trì được sự ổn định, là trụ cột của VTV Bình Điền Long An. Đáng chú ý, năm 2017-2018, chủ công sinh năm 1997 thi đấu thăng hoa, góp phần giúp câu lạc bộ chủ quản giành chức vô địch quốc gia và được bình chọn vận động viên toàn diện nhất. Ngoài giải vô địch quốc gia, Thanh Thúy và các đồng đội còn tham dự nhiều giải đấu bóng chuyển lớn, nhỏ trong nước. Bình Điền Long An giành được nhiều danh hiệu như Cúp Hùng Vương 2019-2021, Cúp Hoa Lư 2021, Cúp VTV Bình Điền 2019. Những lần xuất ngoại ấn tượng Không chỉ thi đấu trong nước, Trần Thị Thanh Thúy có nhiều lần xuất ngoại chơi bóng cho các câu lạc bộ nước ngoài. Năm 2016, Thanh Thúy nhận lời của Bangkok Glass xuất hiện tại lượt về giải vô địch quốc gia Thái Lan. Cô thi đấu ổn định và đóng góp vào chức vô địch mùa giải 2016-2017 của đội bóng này. Đến tháng 10 2017, nữ chủ công 26 tuổi chuyển sang thi đấu cho Attack Lai của Đài Loan, Trung Quốc. Dù là câu lạc bộ mới thành lập, song Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi ấn tượng, giành vị trí thứ ba Trung cuộc tại giải vô địch quốc gia 2017-2018. Năm 2019, Thanh Thúy gia nhập Denso Eribis trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam tranh tài tại giải bóng truyền vô địch quốc gia nữ Nhật Bản. Cô thường xuyên được trao cơ hội ra sân thi đấu, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5. Năm 2021, Thanh Thúy một lần nữa đến Nhật Bản, được điền tên vào danh sách thi đấu của câu lạc bộ PF Bluecast Cho đến hiện tại, cô đang cùng các đồng đội đang chinh chiến tại giải vô địch quốc gia. Mùa này, Thanh Thúy vẫn là tay đập chủ lực, đứng top đầu trong danh sách ghi nhiều điểm nhất cho đội bóng có biệt danh những chú mèo xanh. Trong hai trận đấu gần nhất của PF Ublucas, nữ chủ công Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng nhất, góp công lớn vào thắng lợi của đội nhà. Cụ thể, trong trận đấu với đối thủ Plastic International Arame ngày 4 tháng 11, Thanh Thúy ghi đến 20 điểm và được bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất trận. Còn ở trận thắng trước Okazama Shiguns ngày 5 tháng 11, Thanh Thúy thể hiện khả năng ghi điểm vượt trội với 25 điểm, chiếm một phần ba tổng số điểm của đội bóng. Đây cũng là số điểm cao nhất mà Thanh Thúy ghi được trong một trận đấu kể từ đầu mùa giải mới. Thanh Thúy gia nhập PFU Bluecast vào mùa giải 2021-2022. Thời điểm đó, cô đảm nhận vị trí phụ công tại câu lạc bộ của Nhật Bản, khác xa với vị trí sở trường là chủ công. Tuy nhiên, nữ cầu thủ của Việt Nam đã dần chứng minh được năng lực của mình và trở thành mảnh ghép không thể thiếu của đội. Điều này giúp Thanh Thúy được PFU blucas ký tiếp thêm hai mùa giải là 2022-2023 và 2023-2024. Hiện tại, vị trí của Thanh Thúy trong đội hình PFU Bluecast gần như không thể thay thế. Theo thống kê từ giải bóng truyền vô địch quốc gia Nhật Bản 2023-2024, Thanh Thúy đang dẫn đầu về hiệu suất ghi điểm sau vạch 3 mét. Tay đập số 1 của bóng truyền nước Việt Nam cũng lọt top 10 vận động viên ghi điểm nhiều nhất giải đấu năm nay trụ cột đội tuyển bóng truyền Việt Nam. Bắt đầu từ giải trẻ và giải vô địch quốc gia 2014, Trần Thị Thanh Thúy được huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chú ý và điền tên vào danh sách đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tham dự VTV Cup 2014. Đây là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của nữ vận động viên khi cô bộc lộ tài năng, trở thành một trong những cây ghi điểm chủ lực của đội tuyển. Sau VTV Cup 2014, tay đập người Bình Dương trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Trong 4 lần tham dự SEA Games gần nhất, bóng truyền nữ đạt thành tích 3 huy chương bạc năm 2015-2019-2022 và một huy chương đồng năm 2017. Bên cạnh SEA Games, đội tuyển bóng truyền Việt Nam còn tranh tài ở các giải vô địch châu Á. Mới đây, Thanh Thúy và các đồng đội đã giành vị trí thứ tư, thành tích cao nhất của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tại giải đấu cấp châu lục kể từ năm 2012. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng là tay đập chủ lực đóng góp chuyên môn hàng đầu giúp bóng truyền Việt Nam vô địch cúp bóng truyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, vô địch AVC Challenge Cup 2023, hạng nhì giải bóng truyền nữ quốc tế Đông Nam Á CV League 2023. Tại ACS 19, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã lọt vào top 4 đội xuất sắc nhất. Đặc biệt, trong trận đấu gặp Hàn Quốc, cô thể hiện phong độ tuyệt vời với những cú đập bóng không thể cản phá. Trong các giải đấu mà đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tham dự những năm qua, chủ công Thanh Thúy luôn là ngôi sao chủ lực. Phong độ ổn định của tay đập sinh năm 1997 góp công lớn vào những chiến tích của bóng truyền Việt Nam. Tại cúp các câu lạc bộ thế giới 2023, tuyển bóng truyền nước Việt Nam không có sự phục vụ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, Thanh Thúy vẫn nhận được sự quan tâm từ các đội bóng tham dự giải. Cụ thể, khi mới đến địa điểm thi đấu và cùng 5 đội bóng còn lại nghỉ ngơi và ăn uống tại khách sạn, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã được các thành viên đội chủ nhà Tianjin Bohai Banh hỏi thăm về Thanh Thúy. Lý Inh Dinh và đồng đội đặt ra câu hỏi tại sao không có sự xuất hiện của chủ công 1m93 và lập tức được nhận lời giải thích từ phía các vận động viên Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng trong khu vực, mà với những màn thể hiện ở các giải đấu quốc tế vừa qua, Thanh Thúy đã để lại ấn tượng và nhận được sự quan tâm từ các cầu thủ của nền bóng truyền hàng đầu châu lục. Thanh Thúy là nhân tố góp công lớn vào những thành tích nổi bật của tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trong năm 2023. Trước đó cô cũng có cơ hội so tài với các cô gái đến từ Trung Quốc ở một số giải đấu trong năm nay. Thanh Thúy cho thấy sự trưởng thành vượt trội khi được xuất ngoại thi đấu. Việc được tích lũy chuyên môn ở môi trường chất lượng giúp cô phát huy được những tố chất của bản thân. Trở lại khoác áo VTV Bình Điền Long An, tay đập cao 1m93 sẽ là mũi nhọn tấn công số 1 của đội bóng này, đồng thời là nhân tố chủ chốt của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trong những giải đấu năm 2024.